Hello cả nhà nhé. Thì hôm nay em xin phép mẹ lên tiếp tục một video giới thiệu thêm một dòng sản phẩm cây lương long mạnh hàng Nhật bãi anh em nhé. Điện áp 100V và công suất max cả chế độ nóng là tầm 500W. Thì là em về được rất nhiều các dòng VIP cao cấp hơn các dòng trước. Thì ở sản phẩm trước thì bên mình cũng lên cho anh em các dòng sản phẩm của Aqua Plaza hàng nội địa Nhật anh em nhé. Hàng Nhật bãi đấy, sản xuất tại Hàn Quốc. Thì này bên em về được tầm khoảng tầm 3-4 cái dòng cao cấp hơn anh em nhé, vừa phím cơ, vừa phím điện tử, vừa có màn hình hiển thị nhiệt độ anh em. Đấy, thì mình giới thiệu nhanh lướt qua cho anh em thôi. Đấy, còn anh em cần chi tiết thì mình sẽ lên vi sóng chi tiết từng con cho anh em. Đây mình đang bỏ ra vệ sinh tất cả các sản phẩm, mình sẽ vệ sinh sạch sẽ và test trước khi xuất cho anh em. Đây một cái dòng mã nữa này, cái dòng này thì là và đây là hai vòi nước nóng lạnh này, còn trên đây là các chế độ nha. Dòng này điện tử, phím bấm điện tử đây, nó có các chế độ tiết kiệm điện và chế độ ban đêm siêu tiết kiệm, siêu êm anh em nhé. Nói chung tất cả các dòng này đều sử dụng dòng bình úp, anh em úp cái bình úp lên là xong. Điện áp 100V, tất cả đều dòng rất là êm. Tiếp theo một dòng cơ hoàn toàn nó giống bằng Aqua Plaza này, OVO thì bên nóng lạnh thôi, cái này thì cứ mặc định cắm vào là chạy. Phía đằng sau có phần chỉnh nhiệt là xong, cũng úp vào đây. Các cái dòng cao hơn một chút nữa là các dòng dạng có màn hình hiển thị nhiệt độ nước anh em nhé, và nhiều chức năng cao cấp hơn. Còn là dòng điện tử đây, nó sẽ hiển thị ở cái phần đây bên nóng bên lạnh này và một số chức năng cao cấp hơn nữa. Đây là dòng VIP anh em nhé, phím bấm điện tử. Và dòng ngoài đời này là dòng đời cao tầm 2015. Thì dòng này nó có 4 cái màu. Đây một màu đen này, màu trắng này, đấy, và cái màu lại nữa này, đấy, anh em nhé. Đấy, trông rất là CT anh em nhìn này. Đấy. Đây là phím chế độ bấm ra nước lạnh này, ra nước nóng này. Muốn ra nước nóng được các bạn phải bấm cái phím mở khóa đi và nước nóng được. Và dòng này nó chỉ có một cái đường nước, đường chung, đấy, một là nóng lạnh đều giao đường này anh em nhé. Đây cái giá để nước. Cái dòng cái này nó có rất nhiều màu sắc, đen này, đấy, màu vịt đô la đi anh em nhé, nó giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau ở cái kiểu màu sắc thôi. Đấy, ngoài ra đây có một số dòng cơ nữa, đấy, là không phím bấm cắm là chạy thôi. Đây cũng thế, con này thì hay hơn có cái chỗ để cốc ở đây, đấy các dòng cốc đổ nước ở đây. Đây cái dòng phím bấm điện tử thì có cả màu đen này nữa này, chúng nó khoảng tầm 4 cái mã. Dòng này lại thêm một dòng nữa, dòng này là dòng anh em ấn đây là nơi kiểu rằng giống kangaroo, ấn thì ra nước này. Đấy các bạn nhé. Thì tất cả là điện 100V rồi, công suất tầm 500W. Đây những con vệ sinh rồi thì mình để ở phía trong này. Còn những con phía kia anh em đang cho vệ sinh thì tiện quên luôn cho anh em. Đây những con vệ sinh rồi đây các bạn nhìn này. Đấy. Trông nó rất là sạch sẽ sáng, đẹp. Còn cái màu kẻ nữa. Nói chung đợt này thì dòng rất nhiều về dòng VIP là các dòng phím bấm điện tử này. Phím màn hiển thị nhiệt độ, độ C của nước đây thì khoảng tầm 4-5 cái kiểu màu sắc. Đấy thì giá dao động từ tầm 2-3 triệu anh em nhé. Đấy, nếu anh em nào cần dòng sản phẩm này thì alo cho mình qua số điện thoại là 0979665264. Tất cả các sản phẩm bên mình là nguyên bản điện 100V và bên mình bán bảo hành cho anh em 6 tháng các bạn nhé. Đấy, anh em nên sử dụng được nguồn tầm 1000W là ok. Nếu anh em nào nhà nào không có thì báo mình, bên mình bán kèm tầm 300.000 thôi cho anh em để em sử dụng cho cái sản phẩm này. Ok, bên mình số mình ở phòng và số điện thoại vẫn không thay đổi 0979665264. Ok, xin chào anh em ở những video sau.